nước còn cái gì đó. Kim luôn. Ừ. Thì dây kim luôn hả ông Tư? Kim luôn nè, con lát bỏ trong máy luôn. Nó trị bệnh gì ông Tư? Trị bệnh đường ống mình. Cường dương. Cường dương. Trước tạo sau nhờ ông bà dẫn dắt kiếm mấy vị thuốc cho được. Để về cứu độ bá gia bá tánh, mấy ông về đây dùng nước ngọt với ông cháu tôi, bác cháu tôi. Nam mô A Di Đà Phật. Này ông Tư đang đứng dầm mưa sớm giờ luôn, tàn lắm mưa luôn cả nhà. Đi tìm thuốc thì đâu phải đơn giản như mà cô bác mình nghĩ đâu. Phải lớn tuổi cái này phải dầm tàn lắm mưa rồi. Hết rồi. Rung rồi hả ông Tư? Hết mưa rồi. Nãy có tụi con quất cẩn không có vụ mà nhớ mưa nữa. Quên nãy phải ghé mua cao su ống đó. Dạ, nè nè 5 năm, bận câu từ trước đi năm. Câu phải lọc cái. Ôi trời. Cái gác này nó quẹo qua bên này, chứ chạy nãy giờ chạy không được. Cái gì? Cái lá. Bị nó quấn ấy nãy nó quấn mà nãy nó quất vô. Nãy năm ơi. Ừ. Từ dầm tàn lắm mưa nãy giờ luôn cả nhà. Mưa. Ướt rồi mặt gì nữa. Thôi bạn đi bạn, bạn trong tư đi cho nó mà nó giữ thôi. Giữ nhiệt lại đi chứ. Giữ nhiệt lại đi. Giữ nhiệt mà. Lọc gì đây lấy lên. Lấy cái lọc đường. Thiệt tình là đi mình cũng bất cẩn. Mình không có. Sao nãy ông Tư không chùm cái võng đi ông Tư? Cái võng cũng ướt nhẹ. Ướt nhẹ rồi sao? Nhưng mà nó cũng đỡ được tí xíu. Coi kiểm tra đi. Đồ đạc của ông Tư á, ông sợ ướt, mình ra lấy cái bọc đó rồi. Có cái quần áo tao để bên đó đó Huy, cái bọc đó, đó con mở ra coi. Cái bọc này bọc đồ ăn. Này thì quần áo có cái bộ đồ giặt hôm qua đó tao buộn để trọng á. Tìm thuốc mà nước mưa hết trơn luôn. Bộ đồ cậu hả? Ừ. Này là kêu giặt chàm. Cái gậy cho ông Tư nó đó. Để coi trong đó coi. Cái bọc dưới á. Không, cái bọc dưới cái bọc nội chắc của con. Anh có một quẹt thôi. Nhưng rồi tự ấm tí xíu đi. Sao chống gậy? Đi vô trong. Cùng với ông Tư đi, đang mưa cũng phải đi. Mà bớt mưa hơn nãy. Này là nước này nước mặn hay nước mưa quá không Tư? Dạ. Nãy đi vô gần tới đây mới mưa mình không biết đường mưa. Nãy mình cũng bất cẩn tí xíu ha, là mình không có cái lúc mình đi là người ta chuyển mình không có quên cái vụ áo mưa nữa, do mình đi gấp mình không biết. Dạ chưa uống rượu mà từ mưa lạnh quá đi cũng hơi bị run run rồi, nó hơi bị siêu siêu rồi nè. Trong đó hẻ này mấy cái suối sâu đó mình ăn đồ cũng ngon nữa. Là cái mà không còn hỏi ông Tư là lá hẹ là cái này đó hả ông Tư? À nè 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 nông nghệ nước á. Ừ ôi to đùng luôn. Cái này nhậm tôi mấy cây tràm này nhỏ mà đâu có lớn bình thường. Còn cây lớn hơn nữa hả ông Tư? Cây 4-5 đứa hơn càng hơn. 84 tuổi mà đi rừng về này cô bắt còn ừ. Đi rừng. Bữa nãy đi mò vô rừng gặp cái cây đó lụm cái cây đó cho ông Tư. Ghê hả? Vừa lọc vỏ nãy giờ. Nãy giờ mình đi mình có gặp cây sơn trà cho ông Tư. Không gặp đâu con sơn trà nó ở núi. Dạ. Nó ở trên núi. Ở đây bệnh không có nó đâu. Dạ. Chơi gì nó dắt mình lội xuống không? Này có cái đường này. Có cái đường mòn. Này tràm không hả? Đúng rồi, ta kêu dạch tràm mà đúng rồi. Xung quanh tràm. Cái này cái gì mà nó lạ quá ta, cái lá. Đi đường này á, phải có dạy giống á. Ừ đúng rồi, dạy giống đi nó đã ha. Đi từ Nam hay gì đó? Không phải, từ Lan tôi ơi. Lan. Dạ không phải lan, cái lan rừng.
Ôi nó đóng nhìn đẹp ghê luôn á. Cái biết gì nam đó. Vậy là nó mới là nó vậy đó hả ông Tư? Ừ. Càng ơi. Hai ba ụ luôn. Đó đó con ơi. Vậy hả ông Tư? Ừ. Mình gửi nhỏ nhỏ như về cột trong cây làm cảnh chứ. À. Là mình cột là tự động nó sống á ông Tư? Đúng rồi, có cây vậy nó mới sống. Này lan nhiều quá nè ông Tư. Biết gì nam không mà không bây giờ. À, sụp này có cột vỏ lại không? Nổ không Tư? Nổ không? Được, được. Này phải biết gì nam không mày hả? Chùm gửi. Chùm gửi. Chùm gửi với đây lan đó ông Tư. Đi nổi không? Con cổng nó qua khúc trước. Đồ ủi ủi ủi. Ngậm đi. Đi thôi chậm con như vậy chứ. Đi con nhắc nặng. Cái này là ông Tư vừa đi vừa tìm cây thuốc luôn nè. Ô mấy cây gì này, nhìn lạ quá nè ông Tư. Ừ. Nè nè mấy cây này nè ông Tư. Mấy cây này nè. Cây bồng bông. À bồng bông. Mô Phật. Dây bồng bông. Nè. Nè 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 nóc nóc. Cái gì con? Ừ. Giống cây gạt này quá ha. Cây tóc là cây trầm hương đó mày. Cây tóc hay kêu là trầm tóc đó hả ông Tư? Trầm tóc, trầm gió đó con. Đó đó mấy cây này giống đẹp lắm luôn. Mấy cây này đẹp ghê luôn nè. Cây mua. Cây mua. Cây này làm như rất anh xấu, anh mua, hơi nhỏ ha. Hồi nãy mới đi ngoài đường đẹp. Đi ngoài đường nãy cây lá bự mà nè 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 bông nè, bông nè. Qua mua ai bán rồi mua nó bông bông giống bông mai. Ừ. Nhưng mà ca thân quệ ca mày là qua mua trắng. Ừ. Qua mua tím. Ừ. Qua mua trắng ở miền Trung nữa có. À. À, cây cái gì? Bông chanh gừng. Vậy hả? À. Xíu rồi có bông. Đẹp lắm, bông chanh gừng có cái nó đẹp. Tinh kỳ. Đi nó vô chuyên dùng lỗi nước không cái gì đó. Trước mặt là ông Tư. Ông Tư kêu cái này là mấy cái bình mà. Có khi nào mà đi nhà mình gặp cá không ông Tư? Ít lắm con. Dạ. Cá kinh kinh. Cái kinh mình chạy vô nãy là kinh ở kinh nước mặn nó dẫn vô hay sao ông Tư? Có phút mặn phút ngọt. À. Ủa cái này cái hố bơm nó cái điện cái đào con. Cả nhà mình xem thấy một cái đợt mà đi kiếm thuốc thì đâu phải chuyện dễ dàng, rồi phải lặn lội vô rừng suối như vậy rồi mưa. Mưa dễ rồi. Ừ. Trời còn đang mưa lắm đang mưa. Đang mưa luôn. Phải dầm tàn đã mưa để đi tìm thuốc. Hột phát này hột phát vàng rồi. À. Rồi đỏ nó đỏ lòm cái đợt non đó. Nè cây hột phát nè. Cây trên nè, cây này nhỏ không Tư? À hang con gì nè ông Tư ơi. Hang chuột cống kìa. Ở trong này dưới ghe dữ vậy. Ừ. Con mới phát hiện hang con chồn hay con chuột gì kìa ông Tư. Con đợi nó mới dưới ghe trong này trái dữ. Đây hả? Ừ. Hồi nãy gặp có trái mà trong mà trái nó nhỏ xíu mà nghe nó không bự nha. Trái nhỏ nhỏ. Ừ. Đâu có biết nó đâu. Thì cái cây lạ đâu biết hết chút. Uống rồi cái cùng luôn nó hết nhớ gì hết. Nhiều diện thuốc. Ở đây chồng gửi rồi cái lan nó đóng trên đây quá nhiều luôn. Ừ. Nãy chạy gặp đường con gặp mấy cái cây gì mà nó cái tàn cây nó đẹp quá đẹp luôn. Có cây gì mọc ngoài biển mà cái lá chút chút mỗi lần nó đúng vừa làm kiểm. Dạ dạ đúng rồi cái lá nhỏ nhỏ không đó ông Tư. Mà thân gỗ mà về trong nước ngọt mình trồng nước sống không? Ừ, không sống nó còn nặng. Dùng nước mặn nó sống, nước mặn nó còn không sống được. Đi mòn đường về cái này đâu được. Đi mà cái đường có đường mòn hơn. Ở đây có củ chi nữa hả ta?
quá chứ, rừng không có củ chi bưng đâu. Kìa ông Tư, có cây, có một củ bí kỳ nam kìa ông Tư. Được. Có trái nhỏ nhỏ đó. Đó trên đó ông Tư. Trái đó chắc cỡ ký giữ à. Ờ, gỡ cỡ, cỡ đó đó. Mà ký đi, chừng nào ráo mưa mình hãy lên mình hái. Mình trái, trái nó đâu không thấy. Trái bí kỳ đó. Đó. Trên đó. Sát cho cây đó. Nó dính dính một cây xanh xanh. Thấy không? Ờ, chỗ giống như chùm gãy. Ờ. Đeo vô đó. Đây cây mua nhiều quá ta. Trái mười mấy 20 ký. Đây là rừng mua luôn rồi mà. Mà ai bán mà mua. Ừ. Được gặp rừng xin kìa, mua nè, ăn không bằng xin. Dạ. Yeah. Mà giờ nó chưa có trái á, nó mới có bông mà ông Tư. Mua bộ ăn được nữa không Tư? Kìa con gặp một cái trái biết gì nào mà kể cái ấy rồng kìa ông Tư. Tổ rồng à. Dạ, tổ rồng kìa ông Tư, kìa ông Tư, chú mặt kìa ông Tư. Đó. Nhưng mà anh chưa có cho ra là chưa chưa. Biết Việt Nam nè. Dạ. Ủa, biết Việt Nam hả ông Tư? Ờ, tụi nó tổ rồng chứ. Biết Việt Nam đó, biết Việt Nam đó. Đây là anh chút mấy cái này mình hái được nè, nhỏ nè. Mô Phật. Ra hả? Dạ, cho nào ra về hái. Đây là giống cây nhân rồi, mình ở mình chỉ có ông Tư đi theo mới biết cái mặt thuốc nó được chứ giờ mình ông Tư ở ngoài mình vô đây kiếm cũng như không rồi. Cây nhung rồi. Cây nhung. Cây tàn cũng vậy luôn. Cây nhung dài kinh khủng. Với lại ông Tư muốn đích thân ông Tư lấy cái cây thuốc để cho nó chắc ăn chính xác để khi điều trị bệnh cho cô bác đó, nó phải chính xác mới được. Với lại ông Tư cũng muốn chịu bệnh khẩn đó. Đúng rồi. Ồ, rồi mối nó mập kìa. Đâu tay xách búa không? Bỏ búa đi. Đó, mà xách búa đi. Thế vậy chứ mình nhìn lắm lúc mình lội rừng rất thua ông Tư đó. Tại ông Tư là lội rừng ngày xưa giờ thì ra mình thấy mình không, ít. Không, tại... không thấy. Chỗ bánh ghe mình đậu nữa. Ờ chứ hả? Bành chi cũng ông rừng. Con đi chậm nhìn kỹ mắt tao hết thấy là rừng rồi tới hù rồi. Dạ. Cái cây nam nhiều lắm. Cây này, cái cây này cái gì ông Tư? Cây ấy nãy đó. Cây cây nhum. Cây nhum. Tại nhum này tốt quá thì nó. Đâu có cây nó như cây cao, cao 40-50 mét. Ờ, cây này nó mới ra nè. Cây con. Nó có trái đùm đùm như trái cao vậy con, nó lụng mà trái ngón tay ngón tay à. Ừ, cây này nó giống mấy cây dứa quá ông Tư ơi. Ờ. Nè. Đâu có cây cây nước gai. Mốt gai không Tư? Mà nó không có gai. Mà nó không có gai. Cây đó không có gai ông Tư. Cái này giống cây cọ quá ta. Không phải cây nhum, cây nhum. Cây nhum nhum con nhìn nó thấy ghét vậy. Cái này cây sổ hay cây gì vậy con? Cái da sổ nó mắc vậy đó. Dạ, cây sổ hả ông Tư? Ừ. Vô rừng tính ra nãy giờ đi cũng cây mấy số là bộ rồi đó, chưa tới cây số đâu. Không, mình đi lâu lắm rồi tôi, bây giờ đi lâu lắm rồi. Ừ, mà chưa tới cây số rồi. Vậy hả? Lội chậm bị tao tính lộn nhanh lên cái xuống sâu cái đó kêu bằng lò hố dâu vậy nè. Quá khứ cái khu rừng này cây đó hay là gì đó ông Tư, hổ khoác đó ông Tư, cây bự trong đó ông Tư, cái lá xa quá hết thấy lá luôn rồi. Không phải cái đó, không phải cây đó giống cây Bình Linh quá à. Ừ, giống Bình Linh. Ở đây trồng ruộng, trồng chanh, không biết khu vực chanh không? Trồng gì? Chanh. Cây đó phải dây thần sa hương không Tư? Thần sa hương.
bứt gan cọng, lấy cái béo cứt gan cọng đi. Thôi bụi luôn. Biết cái gai nó móc ngược xuống đất không à? Đó, cái gai móc ngược. Dây bự không đó ông Tư. Nếu thiệt nó vô coi coi nó quy. Cắt ra cho ông Tư khúc coi, ông Tư coi nè, cái ấy nè anh Quy. Lấy béo cắt ra khúc cho ông Tư coi. Để đừng để cho ông Tư vô. Làm sao biết? Không cắt ra ông Tư nhìn gai ông Tư biết chứ. Đó rừng không ông Tư vô được không? Không phải đâu, cây gai thằng Sợ Hương nó méo xuống, cái lá nó nằm chia. Méo xuống đó nằm chia. Nó nằm chia, cái này đâu có chia ta. Thì là không phải. Không phải. Rồi vô bịch lại giùm. Ừ. Chứ gì cây gai. Có thứ. Cái ống quẹt này giờ mày mua 30 triệu cũng không có. Quẹt này tính tao là thuộc hàng cáo chắc nữa. Cái tuổi đời nó khoảng 300-400 năm rồi. Trong này chắc có ngày xưa ông Tư vô đây chắc còn, hiện giờ chắc cũng còn heo rừng này kia nổi không Tư? Heo rừng thì bày luôn. À, heo rừng với lại nhiếm đồ á ông Tư? Ừ, nhiếm trúc. Nhiếm trúc. Trúc bên đây cũng có nữa. Dạ. Mấy khu này thì nó mấy ảnh vô mà anh ở thì ấm hiểm rồi. Càng nước rồi. Cần nước có không Tư? Có chứ, ở bưng. Dạ. Dây chạy, dây đọt chạy đó. À, dây chạy. Thôi, tội nghiệp nó đòi cổng cho. Lan nè, lan à. Rừng nữa con. Lan hả ông Tư? Không phải, cây trang, bông trang. Bông trang rừng. Trang rừng. Cái bông ảnh cũng dài hơn bông bình nữa không Tư? Nó đẹp hơn bông trang bình mà ngặt cái bông ảnh nhỏ. Dạ. Tới mùa dứa gai này có trái nè, bẻ một trái dứa rồi. Càng ôi cái lá dứa này dài, hết hồn không? Nấu nước uống lịch sự. Dạ. Thơm lắm hả không Tư? Thơm phức. Quá khứ rồi. Như con đó, như mày gầy ốm gì đó, được trái dứa gai chín mày uống chừng tuần lễ mày biết liền. Là nó giúp mình ăn uống được, ngủ được hả ông Tư? Phục chức đường ông mình tới liền. À, dạ. À, mô Phật, đây có cái miếu. Chi vị chân thần, chi vị năm non bảy núi. Dùng bát đảo. Ông Tư đang nguyện. Ông cháu tôi đi giếng đây, mấy ông dẫn dắt cho kiếm được cây thuốc. Dạ. Quý để về cứu độ người ta mấy ông ơi. Dạ. Cái gì đó con? Em mới ngồi nghỉ mệt chút xíu rồi giờ tiếp tục cái chặng đường đi tìm cây thuốc. Cây này cái gì bự quá nè ông Tư. Trên nè. Không biết được. Ồ cái cây gỗ rồng nó bự ghê tràn ơi. Tốt. Tốt quá tốt luôn. Có cái con giác không nổi. Dạ. Mình nó cúng dạ vậy đó. Đây nè. Đó hai cây luôn chích trước mặt đó. Ngước lên, ngước lên. Đó. Tràn ơi nó tốt. Nó xanh lạ luôn á. Cái này quên vinh cậu ta. À. Mày mà dính cậu không tốt bằng đây ông Tư ơi. Bữa ở đây rừng nó ẩm quá. Dạ nó ẩm, nó sống với môi trường tự nhiên của nó nên tốt hơn. Sống môi trường tự nhiên. Ồ đây lan quá nhiều. Lan rừng. Lên mắt cạn đường về nè. Vậy là bên đây là những cái đường mà ông Tư nói là những mấy cái đường này là cá vô được hết trơn đó ông Tư. Mưa này cá rô cá lóc cá trê nó lóc giỏi lắm con. Dạ. Nhung. Ờ, trên bờ trên núi thì có cây nhung mà ở dưới biển thì có con nhung. Nhung nhím biển. Dạ. Cá nào cũng có gai vậy ha. Yeah.
Cây nhum trên bờ cũng có ga mà con nhum dưới biển cũng có ga luôn. Rồi bây giờ mình ra là cái chỗ này nó chẳng hơi trống trống rồi nè. Ừ. À. Nó lắm không tự. Mà cũng nhỏ ha chứ không bự, cây này chắc bắp đùi mình nè. Cây bên đó kìa. Mấy chục năm mà lớn lại nó không lớn nữa. À, chắc là do thổ nhưỡng, do thổ nhưỡng. Rồi thì ông cháu sẽ ăn trưa, ăn trưa tí xíu. Tôi hết thấy rồi, thấy mờ mờ không. Cái này nó không phải cây đỏ rồi ông Tư ơi. Loại này loại 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 trắng này. Trắng thì nó cây nó mà vòng vòng đây chịu khó loại thôi là có cái bự nè. Này nhiều quá nha, thấy xung quanh nó nhiều à. Cái này nếu mà mình về đây không là một cây, hai cây. Mình loại nhau một bầy gì. Ba cây. Không biết chỗ nào cây bự con dạt gì dài 3 ký được rồi. Nó mày dạt chừng nửa ký vậy. Vì con mua rượu gốc, con ngâm chai rượu riêng, anh em lại nhà mày rót ra chừng ly mày pha vô thành whisky. Dạ. Uống nó trị bệnh gì không ta? Nó trị đau nhức mình, nó thông máu. Dạ. Nãy giờ mình đi cũng chưa gặp được cái cây ấy cây luôn. Cây này cây bàn hay cây gì ở đây lá bự bự lắm. Cây sổ đó hả? Dạ. Ôi ờ, sao cây sổ này lá bự hơn cây sổ mình trong kia ta? Nó rập, đất cây phân tự nhiên nó tốt. Thì là cái cây nãy ông Tư nói đúng rồi đó ông Tư ơi. Ừ. Cái kia cây sổ lùng nó lớn hơn. À. Nếu gần chỗ vườn mình nào. Vỏ nó cũng xài thuốc nữa con. Tư có lấy hơn chút con vật nữa. Không. Còn 27 kg đó, kỹ độc. Thôi thôi. Thì ông Tư nó con lấy con cà khu à. Không phải. Con cà khu nó đen thui à. Cà khu. Cà khu dọc rồi này kia. Cà khu là mình kêu lợn nội đó con. Thì anh em nấu nước gì ăn đi rồi xuống anh chặt nó cho. Dạ. Dạ, ăn mì vậy sao? Mì đi chứ sao giờ? Mì chứ sao giờ? Có vỏ nó dày không? Vô... Đi không Tư? Ấy đi cái ăn uống xong hả? Nghỉ ngơi tí xíu đi anh. Rồi mấy anh em qua luôn. Ờ mấy anh em mày lội qua đó luôn. Ủa, đi xuống giặt tí xong. Hả? Giặt mấy hồi đâu, giặt mấy vỏ hả? Vậy hả? Ủa cái búa đâu? Trong đây ấy. Cái bị dài này bỏ đâu rồi? Kìa, cái lưng nè. Giặt bỏ bao luôn, bỏ bao đó luôn. Giặt về rồi cái búa ở ngoài, giặt búa sao đó. Cũng nhờ mình đợi chứ. Nhờ thợ rừng. Để giặt cái này trước này, hồi họ lên dòng có cái nào bự không? Dòng mấy cái này có tiền. Trong đó gai nhiều lắm hay sao anh mất con dày á? Rừng. Có gai gì đó. À. Gai nhum. Gai nhum không được. Ừ. Mây nhum nó gai nhất trong rừng này. Cũng một cái tên cây sổ mà nó hơi khác hơn mình, sổ lá nhìn cũng khác luôn mà nó bự nó to, nhìn theo con nhìn không hết biết trái nó không. Dạ biết. Trái nó còn lột ăn chua chua đó. Dạ. Sổ này có hai loại, có cây sổ thường với có loại cây sổ có lông nữa. Mà chưa biết sổ lông. Lá nó có lông, trái cũng y đan vậy đó. Ừ. Ở đây lan nắp ấm. Nắp ấm thì nhóc. Ngoài đồng nó bông quá trời. Ừ. Ngoài đồng tràm nãy đó. Đồng chỗ gần nhà con á. Ờ vậy mình về đó mình kiếm bụi hai bụi mình về trồng chơi. Bông nó nhiều lắm. Bông nó bứt con loại con đi bứt về con nấu nước con hay nấu nước uống á. Nó trừ gan. Con bứt nó kỳ ra đi bứt cả bao á. Cây lan của mình cũng trừ bệnh được nữa hả ông Tư? Vì nó trừ bệnh gan đó con, nó ngon hơn ăn xoa. Nó làm cho mát gan hả ông Tư? Mát gan. Con đi đi, tao nghỉ dò chút. Rừng quá nhiều khi đi khó. Ồ cái cây gì mà cái lá bự, ờ cái cây sổ, anh đó nó cây sổ. Công nhận cái lá nó bự còn hơn lá bàn nó chèn. Ăn cơm hay ăn mì vậy? Cậu đó chưa? Mì. Ăn cơm đi. Lúc cơm không Tư? Ừ. Sẵn ngồi đây chơi vòng vòng luôn. Nấu cơm mau không? Mau. Nấc nhạc. Nấc nhạc của Thiên Lôi ha. Thầy đánh cái ình chín cơm. Nãy giờ bớt lạnh cho ông Tư. Bớt rồi con. Dạ. Con trong cái tầng lò quá trời. Ừ, con thấy đám mưa kéo tới nó chết rồi. Biết ông lão sao đây. Hơi rung.
chưa có mưa luôn. Mà cũng bị cũng nãy cũng dở chứ, đúng ra phải cho con với anh Quy đi trước là ông Tư với anh Năm không bị mất mưa. Không mưa con mua nào điện ra mua đó hả? Không, vừa thấy chuyển mưa là đi mua rồi. Chạy đi mua liền chứ. Tốt. Mình dở cái là đi rừng mình mua cái mũ ống đó. À. Mũ trong mà tới cuộn cuộn nó mình mua chừng 2-3 mét. Ngon lành. Trung vô không Tư? Trung vô nấu nướng rồi này kia con che được. Chặt à. Cây nhỏ con làm nhà chòi mấy hồi. À. Tao đi bên miên bên Hòn Nừng nó không có rừng gì. Nha. Rừng thấp cơ mà. Mấy chục năm ông Tư mới đi rừng lại không Tư? Chắc cũng 50-60 năm rồi. Nha. Không lộ rừng. 20 năm mới qua bên đây. Nha. Rồi đó lộ rừng qua lộ cấp rồi cái ở nhà mấy thằng quen đó. Nha. Nó đi kiếm sơn trà, nó nói sơn trà mới nhớ. À, để tí nữa con nhớ con nhắc ảnh coi có không? Sơn trà nó ở núi không à? Nó bưng. Ông Tư đó. Ông Tư nằm giỏng không? Ông Tư kiếm cái bụi cây nào nằm giỏng Tư nằm thôi. Thôi thôi. Vậy hả? Chứ ngồi hoài chịu gì nổi. Không có gì đâu. Cảnh này lâu lắm rồi mà con mới ụp lại cảnh này. Con nhỏ tuổi mà cảnh này xưa con cũng có đi một thời gian rồi sau này không đi nữa. Cũng mười mấy năm rồi. Có đâu rừng bên mình nó khác, rừng bên đây nó khác xa. Cái góc độ thì nó cũng khác nhiều. Bên đây mình không có loại núi nhiều nhưng mà cái số lượng cây rừng thì nó nhiều hơn bên mình. Vậy là hồi xưa ông Tư đi săn rồi cũng có vô mấy cái khu vực ở mấy cái rừng ở bên kia là cũng vô như vậy luôn đó hả ông Tư? Không có săn Phú Quốc. Dạ. Qua Phú Quốc này chỉ ấy hồ chơi lò mini gì đó hả? À, cái dụng cụ để chuẩn bị nấu nướng. Còn anh trai ở đây thì đang đi giạt chó hộ phát tặng cho ông Tư. Ông Tư. Ờ, ông Tư lấy gậy. Thơm luôn hả? Thơm lấy lại vài miếng để vô trong cái này trước. Lấy qua ít miếng nhỏ nhỏ ngâm rượu. Thế cho ông Tư qua ngửi cái mùi coi nó như thế nào. Cây thì đúng rồi đó mà để cho ông Tư xem. Dạ dạ trên ông Tư. Đây đất đỏ hả nè. Đất đỏ là sỏi nè. Dạ. Được không Tư? Được. Có vậy thì ngon lắm nè. Nước nặng như cái đầu. Nè con sỏi không nè. Dạ. Này ước gì mình sống từng tuổi này mà mình đi đứng được như ông Tư vậy mà mình hết sức mừng luôn. 80 mấy tuổi, 84 tuổi nè. Chỗ đây dốc luôn nè. Dạ. Còn mình mẫn mình đi kiếm thuốc, đi tới đi lui. Cây này nhìn giống cái cây ấy biển mãi quá ông Tư nè. Cái cây này nằm Tư, lá ngộ hả? Ừ, nó giống cây cổ tích luôn mà không phải. Dạ. Nguyên rừng con lội không nổi như nó. Dạ. Cái bông hôm qua mua mà tưởng đâu cái hộp sỏi màu hồng. Thò tay xuống gụm không phải. Mong là mua giới xuống đất nữa nó hụt sỏi màu hồng. Giống như ông Tư nó vô gặp được Hồng Ngọc á. Được không Tư? Được.
Để ông dọn đường đi. Dạ dạ. Thôi đi trước nó đi. Dạ dạ. Thì cây sổ quá nhiều. Sổ ở đây nó lên cây quá nhiều. Cái gì? Cây chai. Cây chai. Wow, lan này đẹp nè. Nhìn thòng xuống kìa ông Tư ơi, cái lan gì mà nó ngộ mà nó đẹp ông Tư. Thòng cái trái xuống kìa ông Tư. Lan đuôi phụng. Dạ. Quá đẹp. Rồi kiếm sẵn lần lần kiếm mới. Đúng rồi, tí nữa mình thẩm mới về. Ủa đi giờ không đi được không vậy? Được. Con giật miếng đi, giật miếng cho nó nhiều bệnh nó bỏ trong ruộng đi. Lặn lội đi tìm thuốc. Tuổi trẻ mình đi thì lặn lội thì nó bình thường, nhưng mà ông Tư thì đi nó rất là cực khổ. Thấy tí mình tìm được loại thuốc không chuyện dễ. Nè, tràn ngô cái này chắc cá vô dữ lắm Tư ơi. Cần dược đó con. Cần tôm đúng không? Cần tôm. Chuyển cái gì ông Tư? Chuyển. Mình chuyển. Nấu cá đậu xanh. Chuyển con mày hay gì đó, người ta bệnh chuyển nó cái con lấy cái mật nó mần, lấy mật uống. Rồi nó thân nó cái mình cạo da nấu cháo đậu xanh. Thằng tôm mà nấu cháo thì con ăn không biết bao nhiêu con. Ông hết bệnh xỉn luôn. Không sợ bệnh xỉn. Xỉn không nổi đi ông luôn. Ừ. Bởi dưỡng mạnh. Dưới trời. Ông ăn ba đồ rừng mạnh. Cần tôm, cần cuốc chắc không có đâu ha anh? Có. Có cần cuốc luôn hả? Có. Cần cuốc con bự lắm, 9-10 kg. Sang rồi. 7-8 kg, 4-5 kg. Cái này thường thường con 3-4 kg thôi, 1 kg lắm. Ừ. Rồi xong. Nó họ kỳ đà nhưng mà nó ngon hơn kỳ đà. Kỳ chính. Nhưng mà ở đây chắc còn cái nhánh bên đâu bên kia nữa đó anh. Bên đây nè, chỗ này. Gì không còn dưới nữa con ơi. Đó, cây đâu bay lớn mà nó. Cây đó cây gì hả ông Tư? Thuốc mà không biết thuốc gì. Dạ. Dây đó, loại dây. Ghê búa. Đặt đá tay. Búa ta. Lên rồi đó. Búa này mà bữa củi thứ gì chưa nói. Ôi, tay con móc chắc nó còn rễ con nó ăn ngược dưới. Móc con này. Thì mình đó đó. Bên này hả? Xong. Mũi trắng. Mũi trắng cắn là mũi. Mày hả bữa còn rễ ngay tay anh luôn á. Ồ kim luôn mày ơi. Kim luôn. Ừ. Thì dây kim luôn hả ông Tư? Kim luôn nè, con lát bỏ trong máy luôn. Nó trị bệnh gì ông Tư? Trị bệnh đường ống mình. Cường dương. Cường dương. Nè nè, con để bệnh nó lát chặt làm hai. Chút về cho anh năm đó. Dây đó ở đây thì lại kêu bằng dây chiều. Dây chiều, dây kim luôn nữa con. Vậy không Tư? Ừ. Cái lọc đó là mình quào cái mình súng không? Đâu có cho hử gì, mày quẹt ngang cái máu không, lỗ mũi. Hử dằn không Tư? Ừ, đọt non nó như cái vũa cây mình. Trời ơi. Rồi vậy được rồi con. Rửa sạch cái được rồi. Quá khứ. Qua ông cháu mình nghỉ ngơi ăn uống rồi kia. Ngồi nghinh bạch chơi lắm. Ngày còn đi vòng vòng nó kiếm cơ có cái cây gì của ông Tư đó, cây cây gì nữa ông Tư? Ngũ trảo trong này không có đâu. Lông. Rồi đi lấy một số bí kỳ nam. Bí kỳ nam với đây cái vòng vòng để gỡ bí kỳ nam với gỡ cổ rồng. Cổ rồng nó ít bụi. Từ bữa nay bị mắc mưa ướt nhẹp mình mấy chuyến này đi tìm cái cây mà con chặt dây chiều đó khúc khúc đi con để con bảo cái cây quan trọng nhất của ông Tư tìm được này là tìm cây ngũ trảo long mà cuối cùng là không có. Là quan trọng nhất mới tới cây hậu phát. Hậu phát thì có rồi con này.
này, cây này là dây gì ông Tư? Dây chiều. Dây chiều. Chiều. Chiều mà trong thuốc nó kêu kim luôn. Kim luôn. Kim luôn vàng này không mạnh. Ở quất khúc nó đó, đó. Cái khúc nào nãy mình chặt rời đó các bạn. Bởi vì lấy về mới hết thuốc đó. Lấy khúc dưới làm biến lên. Cây kim luôn. Dây chiều. Trong rừng này là nó cái dạng dây mà sao nhìn nó giống cây quá không Tư. Rồi, dây đây mà nó giàu quá, dây giống như cây. Nặng lắm. Ở trong rừng này là các loại cây là thuốc không mà mình không có biết hết rồi. Thuốc không đổ trọng mình câu. Yeah. Nãy giờ gặp đủ cây đổ trọng cho ông Tư. Dây nó bò hai rễ hai bên. Bò trong cây nó bám sát vô thân cây. Mới chặt được bao thuốc rồi giờ Tư đi ra. Đây này nó xả nó lấy mấy cái nãy hết rồi. Chỗ mấy cái đường suối nào mà mưa lớn tí nữa là mấy chỗ này cá nó lên dữ lắm luôn không Tư? Cá dưới suối lớn nè, nó lên đây cũng đẹp, cây giống. Được không Tư? Được. Đây, bình thường đi dốc này nó bị mưa, thành ra đi cũng hơi khó đi tí xíu. Lộ rừng thì phải vậy đó cháu ơi. Đâu có đi thông thả như ngoài được. Lên không lên cũng muốn trở xuống luôn. Từng tuổi này mình đi về là ngon lành lắm rồi ông Tư ơi. Rồi ông Tư đi tìm mấy ông bạn hồi xưa là ông đi hết rồi đúng rồi. Đi về chơi rồi con. Tư này 84 tuổi. Tao hơn con Giáp không? Hai con Giáp nữa. Với ông Tư thầy thuốc cũng phải mà có bệnh cái ông Tư sử trong dụng cái đường thuốc, rạch tràm này nó nói chỗ nào bưng trắp dữ lắm đó coi cháu. Cháy gì không? Bưng trắp ở dưới trắp tranh rồi nó mọc dưới bưng á. Tràm con. Cây chắp á, cây chắp ở trong cái tràm. Trắp, trắp nó mọc dưới như cái lòng lạch này mình chạy xuồng vô nãy đó. Đâu có. Thằng bạn tao nói cầm được cá trê 17 kg. Chàng ơi. Mà nó lên nó đẻ chơi nó hả ông Tư? Không, nó ở trong bưng đó con. À. Ở đây ngoài này cá trê, nhưng cá trê trắng mình là cá trê chạy. Dạ. Nó ngon hơn trê trắng mình nhiều. Chứ là trê chạy. Nhắc này đang chơi cái chạy nấu cơm. Để ông Tư dùng bữa anh tí nữa kiếm tiếp tục cái còn cái loại gì ông Tư cần dùng nữa không? Đây rừng quá rừng. Cơm trưa của ông cháu. Tôi biết con ông vú không? Biết chứ, con ông vú con nói đó, ông vú mà không tốt bằng ông rồi. Ông vú mặt nó lấy phức tạp lắm con. Tốt nhất là ông rồi. Mua cơm qua mua một qua mua tím. Đem đồ chay thôi. Cứ mới chỉ mình qua mua nè. Anh thợ nấu này anh ăn mặn nhưng mà anh đi theo đoàn này anh chay luôn. Hết bình ga không? Dễ gì cậu. Bình ga này nấu công nhận biết ga gọn thơ luôn. Ừ. Nó xíu xíu. Hay chị sử dụng cho đi rừng. Đem mì, xách nước. Tư ăn cơm xong rồi phải cho ông Tư uống sữa đi để ông Tư bồi giờ là bồ bổ lại. Sữa của Mỹ luôn. Cho không thấy nó lên móng rồi con nói chắc có cá ha. Bột niêm đầy đủ. Trước dạo cháu nhờ ông bà dẫn dắt kiếm mấy vị thuốc cho được.
để về cứu độ bá gia bá tánh mấy ông về đây dùng nước ngọt chứ ông cháu tôi, bác cháu tôi. Nam mô A Di Đà Phật. Hai ngày nay đi kiếm thuốc mà mưa tầm tã. Nàng thư dầm nguyên đám mưa. Ở ngoài còn còn đục mưa được. Ừ. Còn bữa nay đi đường đâu đục mưa được đâu. Chịu mưa chứ không đục mưa. Dạ chịu mưa, bữa nay là chịu mưa chứ không có đục mưa. Đứng kênh đó chịu. Chịu mưa giữa rừng. Từ ở ngoài mí rừng vô tới đây khoảng cây mấy số không? 5-6 cây số. Gì? 5-6 cây số. Lô bộ kìa, chỗ mình lô bộ kìa. Hả? Chỗ mình lô bộ kìa, chẳng cây mấy số à? Không, từ nếu mà lô bộ đi đường chim bay đó cỡ chắc cả 2-3 cây vậy. Ừ. 2-3 cây số. Giờ nằm sâu trong rừng này. Giờ tới dùng tới bữa cơm trưa. Tí xíu nữa bắt đầu tới tiếp tục. Cơm. Còn thời nấu đâu nấu nãy giờ lâu quá lâu. Trời chín rồi đó kêu vô ăn à. Lụm nè. Dạ. Yeah. Cho nó sôi cho mì mềm đi. Mềm mà đó ông Tư ơi. Ăn cơm đây sướng hơn ăn nhà hàng. Đây, khách sạn ngàn sao. Khách sạn ngàn sao nè. Qua ông Tư đi ở bên Phú Quốc thì chưa có, nay về tới Hà Tiên thì có nè. Nhà tiên hỏi thăm hỏi thăm người già để nay gặp được cái cây ngũ cỏ lông gốc bự lắm đó, có cây lắm tư. Ừ. Có cái cây thuốc cá ngoài miền Trung lá mới giòn giống cây à, cái mà cháu đi chợ có như con của ông gì chứ đó cây con không có đâu. Cách nhánh ra được không tôi? Thấy người ta lấy cái nhánh. Ngủ chảo lông. Nhỏ nhỏ. Cái này nó đang về người ta trồng cũng sống nữa. Đúng. Cách nhánh ra trồng. Tao gặp nó tao biết liền. Đi qua bên Phú Quốc kiếm không dài 3 ngày rồi. Đây là cây củ chảo lông hôm bữa giờ ông tôi kiếm mấy ngày không gặp mà giờ đây gặp rồi nè cả nhà. Có bác xem ở dưới cái lá của nó trắng này không, nó khác cây củ chảo mình. Nhưng mà khi chúng ta ngắt ra thì nó thơm dữ lắm. Rất là thơm. Nhìn thì nó gần giống như cây ngũ chảo thường của mình nhưng mà nó không phải, đặc biệt hơn cái xíu. Bên dưới này nó có một cái màu chắc là trắng. Hai ba thằng dùng chiếc trâu gịch lên lúc lắc nữa coi. Dựng lên mà. Lên không chú? Thì nó lên. Cũng để tưởng tượng nó đâm ra không đó chứ nó đâu có gốc cái đâu. Thằng chú có cây sủng á. Cây sủng cây dưới. Cây len cũng được, cây len, cây đào được. Vậy chú mày lấy cho tôi mượn. Không phải nó không. Nó lắm không Tư? À, vậy là chuyến đi này ông Tư kiếm đủ thuốc luôn rồi à, không có thiếu cái gì hết trơn. Bữa tới đâu thiếu cái này mà cuối cùng về đây cũng có cơ duyên có may gặp. Rồi không nói hả anh Quy? Đang vô đây hổ chiếc vàng. Trắng hả? Ngũ trảo xanh mình bông trắng. Thằng này bông tiếp. Bông tiếp. Ồ. Nhỏ nói không? Thằng này là khác, thằng này là khác mà ta. Ngũ trảo thường nè, thứ nãy nè. Cây này là khác mà. Đúng hả? Nó lai con cái cây con vịnh nó phải nó không? Cây này cây thường nè, cây giống cây thường nè. Cây này mới phải nè. Cây này mới đúng rồi, hai thân mà đâu phải đâu. Có phải không? Hai thân, hai cây cách nhau á. Một thân mà sao hai lá khác nhau? Nè. Xài được cái nào xài. Đâu có đâu. Một thân nó bao một thân. Có hai thân. Phải không? Hai cây cách nhau đâu ông ơi ông. Đưa cây dao giùm. Nó không. Năm rồi đốn bỏ thằng cây hơn 20 năm tuổi rồi. Trời. Đốn bỏ cái là chừng 2 thước củi. Dạ. Con bị cảm gió trúng mưa trúng nước này kia bẻ nó dưới bồ bồ cù đèn lá gì thơm ở đây con có đi rừng thường không con hả? Ừ. Cái nhà ở đây nè có đi rừng thường không
không đi rừng là mấy người già thôi, mấy con nít đi trẻ rồi có đi Tết đi đào mai đâu, không có đi đi núi. Mày biết cây quỷ cái trầu không ở đây? Cây mình đốt cái lõi nó thúi ình ấy, khi cây treo á. Ở đây thì con không biết, từ nhỏ nhỏ tuổi không biết. Núi này nhiều lắm. Có chừng đá không quý. Nó dính thân vô mà sao nó khác nhau cơ, hai cây khác nhau. Còn rễ đó. Đó, còn khúc rễ đó. Chặt trên bỏ luôn cũng được nữa. Lấy cái cây đó được rồi. Sáng nào quay lên là thấy sáng rõ ràng luôn. Này ban đêm là sáng dữ lắm luôn. Kiến nữa này hả? Dạ. Chèn hơi kiến. Dạ. Ban đêm mùa sương xuống cho ba đèn vô đây cũng như hào quang. Ta mới kêu ngủ cho con. Alo em ơi.